mẹ. Chúc mừng đi mà. Chúc mừng năm mới. 2021. Chúc mừng năm mới 2021. Đây, tuổi thế con gái Diệu là chăm ngoan học giỏi này, đúng không? Chăm ngoan học giỏi. Rồi. Nãy giờ đến chị Ly nói nào. Chúc mừng năm mới 2021. Đúng rồi, 2021. Là lớp lấy lớp giỏi rồi đấy. 2022. Chúc mừng năm mới. Hôm nay mình sẽ mở lì xì. Đây là vỗ tặng cho mình. Đây là bây giờ mình sẽ mở của mẹ mình. Rất nhiều luôn. Là 100. 20 với 50 mà là 100. 1 triệu. 2 cộng 5 là bao nhiêu?